và vở thời tiết như thế nào. Sáng ngày 12 tháng 8 tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra chặng đầu tiên của giải chạy dành cho học sinh sinh viên S-Ray 2023. Chặng đua này đã thu hút được sự hưởng ứng của hàng ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng như các địa phương lân cận. Bên cạnh sự kiện trực tiếp diễn ra vào sáng nay, S-Ray 2023 còn có những sự kiện trực tuyến nhằm gia tăng sự gắn kết của các bạn học sinh, sinh viên với gia đình cũng như nhà trường. Dự kiến chặng 2 của S-Ray năm nay sẽ diễn ra tại Hải Phòng vào tháng 11. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.